có nên nội soi cứ thắt thực mạch thực quản ngay sau khi vào viện hay không, hay là điều trị nội khoa cho đến khi tình trạng huyết động ổn định mới làm nội soi? Nếu trì hoãn nội soi thì nên cho sớm trong bao lâu, 8 giờ, 12 giờ hay 4 giờ? Xin cảm ơn. Trước hết thì chúng tôi xin cảm ơn bạn là Nguyễn Xuân Tuấn đã có câu hỏi cho tôi. Trước hết thì chúng ta đã biết trả lời câu hỏi sông Blackmore, cũng có một bạn hỏi là hiện nay có sử dụng sông Blackmore không? Riêng đối thì không biết ở miền Trung và miền Nam như thế nào, thì hiện nay cái sông Blackmore hầu như là các cái trung tâm nội soi tiêu hóa cũng như các cái nội soi cấp cứu thì hồi sức cấp cứu thì hiện nay người ta ít sử dụng sông Blackmore. Bởi vì chúng ta cũng phải biết ơn là hiện nay là có rất nhiều các cái máy nội soi nên chúng ta đã sử dụng được các kỹ thuật này. Cái thứ hai là bạn có hỏi tôi rằng là trong trường hợp mà bệnh nhân mà chảy máu tiêu hóa nhiều ồ ạt như thế thì có nên trì hoãn để trong trường hợp làm nội soi để thắt hay không? Thì quan điểm chúng ta phải biết là cái quan điểm để thắt đối với bệnh nhân sơ gan nó vỡ tĩnh mạch thực quản thì cái ưu tiên hàng đầu là chúng ta thắt. Tuy nhiên tôi cũng đồng ý với bạn, khi bệnh nhân là vào một cái tình trạng rất là nặng, huyết hồng cầu mà còn tụt xuống dưới 1 triệu, rồi tình trạng mạch thủy đậu huyết áp nó không đảm bảo thì chúng ta không nên can thiệp nội soi trong lúc đó. Với nguyên tắc thì bao giờ cũng thấy nguyên tắc điều trị mạch cấp cứu là chúng ta phải hồi sức tích cực cho bệnh nhân bằng cách là thông qua truyền dịch, chúng ta truyền máu và chúng ta có thể sử dụng các thuốc vận mạch. Ví dụ thuốc vận mạch hiện nay này chúng ta hay sử dụng đó là gliprexin hay terabrexin. Với những cái liều ban đầu thì chúng ta có thể sử dụng 2 ống gliprexin tiêm tĩnh mạch trực tiếp, sau đó 6 giờ chúng ta đã sử dụng 1 ống. Như vậy là ngày đầu tiên nếu ở các cơ sở bạn không có thì chúng ta sử dụng 6 ống gliprexin, 2 ngày sau chúng ta sử dụng 4 ống gliprexin. Còn đối với những ở những cơ quan mà chúng ta không sử dụng các thuốc vận mạch thì chúng ta phải điều trị cầm máu, và chúng ta khi thấy huyết áp của bệnh nhân lên được khoảng từ 90 trở lên thì chúng ta phải tiến hành thắt tĩnh mạch thực quản. Bởi vì chúng ta biết là thắt vỡ tĩnh mạch thực quản nó là cơ học, nếu chúng ta không có thắt vào thì chắc chắn nó sẽ còn vỡ nữa, cho nên khi chúng ta dùng cái nội soi thì nó thắt sẽ đảm bảo hơn. Vậy thì câu trả lời của bạn là chúng ta chỉ điều trị nội khoa khi nào hồng cầu, khi nào ổn định thì chúng ta tiến hành thắt. Tuy nhiên phải cái này là phải cần có kinh nghiệm. Một bạn nữa hỏi cho tôi, tức là một bạn hỏi, xin hỏi thầy Kiên ở bệnh viện 108 có còn sử dụng sông Blackmore không? Như câu vừa rồi tôi đã trả lời, xin thầy cho biết kinh nghiệm về hiệu quả và tính an toàn. Vì như đơn vị tuyến trước không được đặt tít thì tụi em làm thắt tĩnh mạch thực quản do vỡ nhưng vẫn thất bại và không, và bệnh nhân tử vong mà không làm gì được hơn. Thì cái câu này thì cũng tôi cũng nói với các bạn rồi, nếu mà các bạn mà không sử dụng được sông Blackmore cũng không làm tít thì quan điểm, hoặc là các bạn sau khi đã bệnh nhân can thiệp EVD rồi thì các bạn phải cho vấn đề là truyền máu vừa phải và có thể bạn có thể dùng các thuốc vận mạch vừa rồi tôi mới nói. Một câu hỏi nữa có bạn là hiện nay thì khi bệnh nhân sử dụng tiếp rồi có sử dụng thuốc vận mạch không? Thuốc vận mạch thì hiện nay của chúng ta đã biết đó là các loại propranolol. Đấy. Thì như đối với những bệnh nhân mà có sử dụng tiếp ý, thì hầu như chúng tôi không sử dụng các thuốc vận mạch. Đấy. Và chúng tôi chỉ sử dụng các cái thuốc mà có một bạn hỏi cho tôi, đó là sử dụng các cái thuốc để làm chống các cái ngưng kết ở trong stent. Thì hiện nay chúng tôi hay sử dụng sau khi bệnh nhân sử dụng stent rồi, thì chúng tôi sử dụng 2 các loại thuốc để làm chống tắc stent, đó là Pravit với khoảng hàm lượng là 75 mg, dùng 1 viên trong 1 ngày và dùng trong vòng 6 tháng kết hợp với aspirin 100 mg. Như vậy thì khi một bệnh nhân đã vỡ tĩnh mạch thực quản làm kỹ thuật tít thì cấp thuốc để chống các hiện tượng tắc stent thì có 2 thuốc, đó là Pravit và thứ hai là aspirin, dùng trong vòng 6 tháng. Và sau đó sau 6 tháng xong thì chúng ta có thể nghỉ một thời gian 1 đến 2 tháng và chúng ta kiểm tra lại. Tuy nhiên để đánh giá này thì chúng ta cũng phải đánh giá về chức năng tiểu cầu và một số chức năng khác. Có một câu hỏi nữa có bạn hỏi, hiện nay Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ghép gan và chi phí ghép gan như thế nào? Và theo dõi ở những người được ghép gan ra sao? Thì tôi xin trả lời, hiện nay đối với Bệnh viện 108 thì ghép gan thì cái giá có thể nói thấp nhất hiện nay. Có những ca chỉ sử dụng được khoảng 600 đến 700 triệu. Đấy. Và một câu hỏi nữa, vậy thì sau khi ghép gan xong thì bệnh nhân được sử dụng các cái thuốc mà chống thải ghép nào không? Thì tất cả những ca đó đều hiện nay bảo hiểm y tế sẽ cung cấp cho bạn thuốc thải ghép được 100%. Đấy, thì đấy là câu nữa. Cậu bạn hỏi tôi một câu là những cái bệnh nhân sau khi cho gan thì tình trạng sức khỏe như thế nào? Thì trả lời các bạn luôn, chúng tôi đến giờ phút này đã tiếp được 85 ca, thì 85 ca thì trong đó có 82 ca cho gan và 82 ca đó đều sức khỏe để tốt. Đấy. Một câu hỏi của một bạn nữa,
trả lời rằng là nếu những bệnh nhân chúng tôi hiện nay không có histoacrine để điều trị cho những bệnh nhân mà có vỡ tĩnh mạch tiền vị thì có nên thắt tĩnh mạch thực quản hay không? Xin trả lời, hiện nay histoacrine thì trên thị trường hiện nay là rất khan hiếm. Ví dụ như ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chúng tôi đã gặp một số các bệnh nhân mà vỡ tĩnh mạch tiền vị nhưng không có histoacrine và kể cả lidocaine. Thì trong trường hợp, lipiodone, thì trong trường hợp đó vẫn sử dụng thắt tĩnh mạch thực quản. Tuy nhiên, khuyến cáo ở trên thế giới người ta không nên thắt tĩnh mạch thực quản cho bệnh nhân vỡ tĩnh mạch tiền vị. Đấy là trả lời thế. Vâng, và khi em còn rất nhiều câu hỏi cho thầy Khiến, chắc có lẽ thầy Khiến ngồi nghỉ một tí nhé. Vì sau cái bài báo cáo này chắc chắn điện thoại thầy Khiến sẽ còn bận rộn rất là nhiều. Còn một câu hỏi cũng rất là hay dành cho tiến sĩ Dũng là chủ tịch Liên Chi Hội, tức là câu hỏi của bác sĩ Lương đấy. Trong khi chúng ta có cái phát triển rất nhiều kỹ thuật mới bên cạnh kỹ thuật cổ điển, và cái sự phát triển của nền nội soi Việt Nam nó cũng chưa thực sự hoàn toàn đồng bộ, thì cái quan niệm của Liên Chi Hội nội soi trong vấn đề chúng ta nên có cái khuyến cáo, nên có cái hướng dẫn về các kỹ thuật nội soi cổ điển, cách sinh thiết, cách cắt polyp trong thời gian tới cho các cái tuyến cơ sở như thế nào. Xin mời thầy Dũng. Dạ, thì đó là một cái, cảm ơn thầy Huy, thì đó là một trong những cái yêu cầu cấp bách cho Liên Chi Hội. Thật sự Liên Chi Hội cũng muốn cùng với các cái chuyên gia, các cái thầy giảng dạy trong các cái bệnh viện lớn hoặc là các cái trường đại học, chúng ta ngồi lại với nhau để ban hành một cái guideline hướng dẫn từ cái công việc nhỏ nhất như chúng ta thực cái quy trình thực hiện nội soi đến cái các cái đồng thuận để mà chỉ định các điều trị can thiệp cho bệnh nhân. Thì này thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là cũng đang còn thiếu của Liên Chi Hội, và sắp tới thì cũng nhân đây thì cũng thông báo cho tất cả quý vị đại biểu, quý thầy cô anh chị biết là Liên Chi Hội cũng đang có ý định đang lên triển khai một cái xây dựng các cái quy trình guideline hướng dẫn. Đầu tiên đó là bắt đầu từ cái quy trình guideline về nội soi dạ dày, về nội soi đại tràng, để tất cả mọi người có thể chuẩn hóa các quy trình và thực hiện cách đồng bộ, mang lại một cái thủ thuật có chất lượng cao nhất. Thì đó là cái câu trả lời. Vâng, cảm ơn thầy Dũng. Có lẽ trong thời gian chờ đợi thầy Thiết Kiến quay lại thì có một câu hỏi dành cho thạc sĩ Thương. Chúng ta trình bày rất nhiều về các kỹ thuật nội soi căn cơ hình ảnh. Ở đây có hai kỹ thuật mới mà các hội thảo viên muốn chúng ta nhấn mạnh một cách ngắn gọn cái hiệu quả của hai kỹ thuật gần đây, đó là cái TSI và cái Arabia. Xin mời thạc sĩ Hương Thương. Dạ, lúc nãy em có nói qua về cái công cụ TSI và Arabia. Thì TSI là một công cụ mà giúp chúng ta có thể cải thiện những mặt hạn chế của NDI, ví dụ như làm tăng độ sáng, cải thiện bề mặt cấu trúc và hình ảnh mạch máu. Chính vì vậy nên chúng ta có thể dễ dàng thấy được những cái tổn thương dù là nhỏ của bề mặt, và làm tăng cường nhẹ mạch máu, và đặc biệt là những cái vùng mà tối thì sau cái chế độ của TSI thì những vùng đó sẽ trở nên sáng hơn. Còn cái vai trò của RDI thì mục đích là chúng ta sẽ làm quan sát được những cái mạch máu ở sâu. Từ đó những trường hợp mà chúng ta là can thiệp như EMA hay ESD thì thường sẽ có xu hướng là chảy máu, và trong cái quá trình đó thì sẽ rất là khó khăn trong việc đông cầm máu. Thì dưới chế độ RDI sẽ chúng ta quan sát được chính xác cái vị trí nào là vị trí chảy máu, hỗ trợ chúng ta cầm máu được tốt hơn. Vâng, cảm ơn thạc sĩ Thương. Không biết thầy Hoàng và cô Vinh có comment nào về các báo cáo cũng như là câu hỏi trong chương trình này nữa không? Trước khi mình chuyển qua cái phần. Thầy Đức hả? Vâng, xin kính mời phó giáo sư Quách Trọng Đức. Dạ, cảm ơn thầy Huy, kính thưa các thầy cô trong chủ tọa đoàn. Thì chỉ xin có một cái đóng góp ý kiến cho một cái câu hỏi quan trọng của một bạn hỏi về vấn đề thắt tĩnh mạch tĩnh vị trong trường hợp không có keo. Thì ở đây điểm rất quan trọng rằng là nếu như giãn tĩnh mạch tĩnh vị thì mình thắt không có vấn đề, thắt giãn tĩnh mạch tĩnh vị thì phải rất là thận trọng và phải cần rất là kinh nghiệm, bởi vì trong trường hợp cái búi thắt quá lớn đó, mà nếu như trong trường hợp mình có kinh nghiệm mình chỉ thắt trên cái búi thì cái lúc đó có thể cầm máu được, nhưng nó có một cái rủi ro là 3 đến 5 năm ngày sau khi mà cái búi thắt đó nó bung đi thì nó sẽ tạo nên một cái lỗ rất lớn trên cái tĩnh mạch tĩnh vị, và đôi khi bệnh nhân sẽ có một cái đợt xuất huyết tái phát rất là dữ dội mà có khi mình sẽ khó kiểm soát.
Thành ra ý thầy Khiên nói là trong trường hợp thì mình có thể làm, nhưng mà cái đó thì cần phải có một cái sự cân nhắc và phải có cái ý kiến của bên nội soi để người ta quyết định như thế nào là phù hợp thì nó sẽ an toàn cho bệnh nhân hơn. Xin cảm ơn các thầy cô. Vâng, và tôi cũng bổ sung thêm, tức là trong những trường hợp mà khuyến cáo của thế giới, người ta không khuyến cáo sử dụng thắt tĩnh mạch kình vị cho những bệnh nhân mà có không sử dụng kỹ thuật thắt tĩnh mạch thực quản cho đối trường hợp giãn vỡ tĩnh mạch kình vị. Đấy là khuyến cáo của thế giới và tôi cũng đồng ý ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ Quách Trọng Đức. Xin mời thầy Hoàng. Xin mời thầy Hoàng ạ, thầy Hoàng comment chứ không? Dạ không ạ, không có ý kiến gì thêm ạ. Dạ. Dạ, xin mời thầy Dũng. Dũng có lẽ mời cô Vân được. Dạ, mời cô Vân ạ. Xin hỏi giáo sư Kiên tí, trước hết là phải chúc mừng bệnh viện 108 là đã trong 20 năm mà phát triển vượt bậc và đã làm được rất nhiều. Phải nói là cho bệnh nhân từ A đến Z, đối với những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa cho giãn vỡ tĩnh mạch thực quản và giãn mạch tĩnh mạch kình vị. Vậy xin hỏi giáo sư Khiên là bây giờ vấn đề ghép gan ấy, thực ra thì ở bệnh viện 108 là đang rất rẻ, nhưng mà tới 600-700 triệu. Thế thì so với nhiều người thì vẫn rất là khó khăn. Vậy thì mà đấy là hình như là có tài trợ của đề tài cấp nhà nước đúng không ạ? Chứ còn nếu như mà đối với dân sau này mà hết cái đề tài đấy thì chắc là cái chi phí nó vẫn là cao. Thế thì thứ nhất là hỏi giáo sư Thiên là vấn đề tìm cái người cho gan ấy có khó như những khác không? Phần lớn là cha mẹ cho con cái phải không ạ? Hoặc là gia đình người thân thì cho. Thế còn thì có những cái nguồn khác nữa mà có thể cho gan để mà ghép gan được không? Vâng, cảm ơn câu hỏi của cô Thúy Vinh. Chúng tôi trả lời luôn, có hai cái vấn đề là tìm nguồn. Thì như vừa rồi tôi báo cáo là 85 ca sơ gan mà được 85 ca cả có ung sơ gan và ung thư gan được ghép gan, thì trong đó có 82 ca là người nhà cho, còn lại 3 ca thì là lấy từ nguồn của những cái bệnh nhân chết não với được sự đồng ý của gia đình. Để thực hiện cái quá trình mà ghép gan giữa cái người cho và cái người mà được nhận ghép, thì bên đề án ghép tạng của bệnh viện Trung ương quận 8 có thành lập là tiểu ban tư vấn và hội đồng y đức. Đấy. Cho nên là khi một bệnh nhân ghép gan có chỉ định ghép gan thì bao giờ để cái hội đồng đó gọi người nhà ta có đồng ý và không và viết cả cam kết. Thế còn cũng báo cáo cô Vinh là hiện tại là cái tỷ lệ mà người mà để ví dụ mất não rồi thì tôi cũng thành lập cái tiểu ban, nhưng mà vận động được những người này cho thì là tỷ lệ là rất là thấp, để báo cáo như thế. Cái thứ hai cũng phải nói là hiện nay thì chúng tôi có nhận được cái đề án về ghép tạng, cho nên cái giá tiền hiện nay nó độ khoảng 600 triệu và 700 triệu, còn lại là cũng được trong cái đề án là đã được tài trợ. Thế còn cái giá thực như thế nào so với ở bên ngoài thì tôi không biết. Thế còn, nhưng riêng các thuốc thải ghép thì hiện nay vẫn được, ví dụ 108 nằm trong chương trình đó thì thuốc thải ghép đã được sử dụng liên tục, và những bệnh nhân đó sau khi theo dõi bệnh viện 108 là được theo dõi bệnh viện 108 và dùng thuốc thải ghép theo Bộ Y tế. Xin cảm ơn cô Bình. Vâng, xin cảm ơn thầy Khiên. Có lẽ bây giờ là đúng 12 giờ thì chúng ta cũng hết thời gian thảo luận của session 2. Xin thay mặt thầy Hoàng, cô Vinh và thầy Dũng, chúng tôi xin cảm ơn hai ba cô viên và giáo sư cô Vân Khiên và tiến thạc sĩ Nguyễn Thương. Thì thực sự ra thì nó không phải là thường gặp. Thống kê thì em chưa biết, nhưng mà trên các nghiên cứu thì họ thấy họ báo cáo những cái cây lâm sàng là nhiều, chứ họ không có cái số lượng tỷ lệ phần trăm. Và cái nguyên nhân của nó là do chủ yếu là cái axit của mình lên nó kích thích cái dây thần kinh phế vị, hay còn gọi là vagus, thì nó kích thích nó gây cái triệu chứng nó. Thì nó, nếu mà nguyên nhân của mình là đường tiêu hóa thì vấn đề điều trị á, thì làm thông thường á là sử dụng PPI. Nếu mình nghĩ đó là do gợt hoặc là do vấn đề của dạ dày tá tràng thì mình sử dụng PPI prokinetic, và nếu nó không đáp ứng thì mình phối hợp với baclofen. Thì thông thường em phải sử dụng PPI cộng prokinetic, và baclofen em sử dụng liều rất là thấp, thường là khởi đầu bằng 5mg 3 lần một ngày. Thì hầu như là trong quá trình thực hành lâm sàng thì em gặp được có 2 ca là đất mà nó kéo dài vài tháng không ạ, tức là rất là nhiều, kéo dài vài tháng, đi khám rất là nhiều nơi không bớt. Thì khi mà phối hợp thêm cái baclofen ở liều chỉ có 5mg 3 lần một ngày thì bệnh nhân nó trong vòng chỉ có vài ngày thôi bệnh nhân sẽ hết. Đó là vấn đề ngất là em xin hết. Câu hỏi thứ ba là tổn thương thanh quản và tổn thương nội soi có tương quan với nhau hay không, và tại sao mà tổn thương thanh quản họng lại ít
khi có triệu chứng điển hình gợm được? Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi và em xin trả lời như thế này ạ. Chúng ta biết là cái niêm mạc của cái đường hô hấp á, đặc biệt là niêm mạc của đường thanh quản và họng, và cái niêm mạc của đường phế quản thì nó nhạy cảm hơn rất là nhiều so với cái niêm mạc của thực quản. Do đó những cái trào ngược mà axit nó yếu hoặc là không axit, mặc đôi khi axit yếu nó không có gây tổn thương ở thực quản và nó cũng không gây cái triệu chứng điển hình ở thực quản, nhưng mà bệnh nhân vẫn có thể có những cái triệu chứng ở đường tai mũi họng, ở đường hô hấp, mà ngay cả cái thời gian tiếp xúc với axit là AAT á, là người ta thấy đối với cái gợt á thì nó chỉ phải trên 6%, nhưng mà đối với những cái niêm mạc ở nhạy cảm hơn của đường hô hấp và đường hậu họng á, thì là cái thời gian tiếp xúc axit đôi khi nó không có cần phải là cái thời gian axit là phải tiếp xúc axit cao như vậy, và cái mức độ pH trên 4. Do đó là lý do tại sao mà đôi khi nó có cái triệu chứng của cái đường tai mũi họng và đường họng, đường ngay cả cái hen của phế quản mà nó lại không có triệu chứng của cái gợt điển hình. Cái thứ hai nữa là ngay đối với cái gợt á, thì cái nội soi á, nó không có cái giá trị chẩn đoán, ngoại trừ nó chỉ có được khoảng 20-30% là nó phát hiện được cái viêm thực quản trào ngược và cái Barrett thôi, chứ còn 70-80% bệnh nhân có triệu chứng vẫn không có biểu hiện trên nội soi. Và ngay cả cái pH monitoring nó còn không thấy cái tương quan mạnh đối với cái RFS, tức là cái biểu hiện trên nội soi thanh quản, thì cái nội soi thực quản thì người ta thấy chắc chắn là không có một cái mối tương quan gì hết giữa cái nội soi của cái gợt biểu hiện là gồm có Barrett, biểu hiện cùng với viêm thanh quản vân vân, với cái RFS tức là cái thang điểm mà biểu hiện trào ngược trên thực quản à. Đã xin hết. Đã, có nên kết hợp thuốc hô hấp tai mũi họng, tại vì đa số các bệnh nhân mà bác sĩ Kiều Oanh điều trị nó không được đỡ, vì vậy cho nên mới đặt vấn đề là có nên kết hợp những cái thuốc hô hấp tai mũi họng như là chống xin trả lời ho à. Để, hầu hết là những cái bệnh nhân mà ho mãn hoặc là bệnh nhân tai có triệu chứng của LPA thì họ sẽ đến các bác sĩ chuyên khoa về hô hấp, bác sĩ về dị ứng và bác sĩ tai mũi họng trước. Hiếm khi nào mà họ ho mà họ đến khám bác sĩ tiêu hóa lắm à, trừ khi đó có phối hợp các triệu chứng của gợt điển hình thôi. Thành ra là hầu như các bệnh nhân khi mà đến khám chuyên khoa tiêu hóa chúng ta là người ta đã sử dụng rất là nhiều thuốc trong vấn đề điều trị tai mũi họng, trong vấn đề điều trị hen phế quản rồi à, thì lúc đó chúng ta phối hợp thêm cái thuốc chúng ta nghĩ là trào ngược. Còn trong thực hành lâm sàng thông thường thì đối với những cái LPA thì người ta cũng có nói rất là rõ là nếu mà PPI không có hiệu quả thì chúng ta có thể phối hợp thêm cái kháng histamine, baclofen và đương nhiên là antihistamine ạ. Còn nếu mà thường thường cái ho mãn tính đối với cái gợt ngoài thực quản là ho khan thôi, chứ nếu mà ho có đàm á mà chúng ta phải sử dụng những cái thuốc tan đàm vân vân thì nó không phải là cái ho mãn của cái biểu hiện ngoài thực quản đâu ạ. Để xin hết. Cảm ơn chị. Tôi quên mất là lúc nãy đã nói lại mời những câu hỏi đầu tiên cho giáo sư Trung. Professor Trung, there is a question for you. Yes, please. It's from Dr. Trần Quang Trung, the Huế. You know him well. And yes. He asked you, some girl can be transformed to Barrett. Can you share some experience to endoscopically recognize the Barrett in those girls? Well, actually, this is the great comment and question. Because in Korea, we have some statistics, and we hardly seen the esophageal adenocarcinoma before 1990. So it's only 30 years disease in Korea, but it's rapidly increased. So we believe this is our diet style, Western style diet. I'm sorry, Professor He, probably Western style diet. May happen us to have Barrett's esophagus a lot. So I guess that those doctors in developed cities like the Ho Chi Minh City or Hanoi may have more chance to have those some disease. So that kind of epidemiology is quite important. Second, probably is about our, I'm sorry, it's a little sensitive, but because you are all my friend, I have to say like this, probably we don't have clear guideline or training program about how to examine distal esophagus or gastroesophageal junction. I'm not bossy about that kind of training, but I think this is quite essential. So if we do more CAP, so for me it's that not the first time, but
when I doing follow up, I always use CAP, and I try my best to be ready to use MBI and magnifying. So MBI, magnifying, and CAP, those three components are very essential to do follow up. So I know that not all hospitals in Vietnam, the magnifying and probably CAP, even CAP is not available. So I'm not sure because the acetic acid is very cheap materials. I think methylene blue is not expensive. I don't know how can I bring those kind of very cheap medicines into Vietnam. But if we do both, and if we try and study and being trained, I think that efficacy is always the same as MBI. Yes, MBI is easy, but MBI also needs training. Even for me, it's the training with the acetic acid plus methylene blue chroma endoscopy and CAP is kind of stepping stone that we can develop IEE technology like the MBI. So that's all I can say. I don't think we in Vietnam, we don't have paracephalus. I don't think so. Somehow it's emerging disease. So probably this is quite essential point that we can learn about, because today I'm very happy to have that GRD and even Chicago 4, Dr. Ham. I almost forgot the Chicago classification, but thank you so much for reminding me about this. But that's probably one of the reasons why we have to study GERD and the Chicago 4 is to detect early stage of paracephalus too. So my conclusion is that be trained with magnifying MBI or acetic acid and methylene blue, and CAP is always necessary. Thank you. Ban tổ chức có thể để cho bác sĩ Trương, Trần Quang Trung nói một câu không? Bác sĩ Trung có ở đây không? Dr. Trung is not here. Bác sĩ Trung trả lời là đây là một vấn đề quan trọng, tại vì ở bên Hàn Quốc trước 1990 thì gần như là không có những cái vấn đề adenocarcinoma do Barrett. Thế nhưng mà bắt đầu từ những năm 90, bắt đầu từ khi mà họ bắt đầu gọi là tầm soát kỹ lưỡng cái vùng đó, vùng thực quản dưới, thì họ kiếm ra rất nhiều, họ phát hiện ra rất nhiều nhiều ca hơn, và họ nghĩ rằng là cái đó cũng là lý do của cái cách ăn uống ẩm thực của người Tây phương, cái cách ăn ở trong các thành phố lớn bây giờ, cái cách sống nó làm cho cái số đó nó tăng lên. Và cái tầm quan trọng của cái sự phát hiện là theo ông ấy, thì ở Việt Nam mình phải cố gắng mình làm thế nào mình chú trọng hơn đến cái vấn đề đó. Ví dụ như ông ấy thì ông ấy rất là hay dùng cái CAP và đồng thời là có MBI và acetic để mà họ để ông ấy phát hiện những cái hình ảnh rất là sớm của Barrett và những cái adenocarcinoma rất là sớm. Vì vậy cho nên là cái đó là một cái sự cố gắng mình phải làm. Tức là nếu mà có được MBI thì càng tốt, còn nếu không thì cũng có cái phóng đại và CAP và methylene blue để mà phát hiện những cái vùng có thể có nguy cơ có bạc ấy. Thank you very much, Dr. Trung. Sau đó thì những câu hỏi về GERD rất nhiều. Đa số là những câu hỏi về điều trị. Thứ nhất là Aginet dùng cho trẻ em có chỉ định cho trẻ em hay không? Và
duy trì đến bao giờ nếu mà dùng Adrenal? Một câu hỏi nữa là PPI thì điều trị bao lâu? Tại vì có những ca mà bệnh nhân sau khi uống 8 tuần thuốc thì rất là đỡ về các triệu chứng ngừng. Thế nhưng mà khi mà ngừng thuốc thì lại tái phát. Vì vậy cho nên là phải dùng bao nhiêu lâu? Đó là câu hỏi đặt đề về điều trị bằng PPI. Các thuốc kết hợp kèm theo, chẳng hạn như là Domperidone và các thuốc khác, thì bác sĩ Đức có khuyên cáo như thế nào trong cái dùng của các cái thuốc kết hợp với lại PPI? Một câu hỏi nữa là GERD phối hợp với rối loạn lo âu, làm thế nào để phân biệt những cái trường hợp mà có triệu chứng GERD và có khi là pha trộn giữa GERD và các cái rối loạn lo âu và làm thế nào điều trị được? Một câu hỏi nữa là về nội soi điều trị can thiệp trong những trường hợp mà GERD được kháng trị tại Việt Nam, thì nếu mà giáo sư Đức có thời giờ thì có thể nói qua về các cái vấn đề nội soi can thiệp điều trị GERD. Vâng, thì xin nhường lời cho bác sĩ Đức. Dạ, cảm ơn thầy Hỷ, cảm ơn ban tổ chức. Có rất nhiều câu hỏi và thời gian nó cũng có hạn, thành ra xin phép được tóm tắt như vậy. Thứ nhất, Adrenal dùng thì cái câu trả lời là mình có thể sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, do đặc tính GERD ở Việt Nam chủ yếu là cái thể có triệu chứng và không có tổn thương nội soi, hoặc là GERD ở tổn thương nội soi mức độ nhẹ thôi. Thành ra phần lớn trường hợp mình chỉ cần dùng ngắt quãng thay vì mình phải dùng liên tục. Ở trẻ em có dùng được hay không thì cái loại ở Việt Nam của mình, cái Adrenal Gaviscon hiện tại đó, có thể dùng từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên thì cái sản phẩm mà cho nhũ nhi và những cái trẻ mà dưới 2 tuổi hiện tại thì ở nước ngoài cũng đã có, và hy vọng trong tương lai gần chúng ta sẽ có Việt Nam. Về câu hỏi thứ hai là tâm GERD thì sử dụng PPI bao lâu, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái đặc thù, tức là bệnh nhân là cái không có tổn thương nội soi, có tổn thương nội soi mà mức nhẹ, hay là có cái tổn thương nặng mà có biến chứng. Nếu mà triệu chứng không thường xuyên, tức là một lần một tuần nội soi, thì mình có thể mình sử dụng cái kiểu ngắt quãng khi có triệu chứng, mà chúng ta có thể sử dụng Adrenal hoặc là sử dụng PPI. Đối với cái dạng này thì chúng ta sử dụng PPI nào cũng được, còn chúng ta sử dụng Adrenal thì cái hiệu quả nó cũng rất là tốt. Nếu triệu chứng thường xuyên và cái tổn thương mức độ AB trên nội soi thì chúng ta nên sử dụng 8 tuần, dùng ngắn hơn cũng đỡ, nhưng mà sau đó tái phát thường nó sẽ quay trở lại nhanh hơn, giống như cái trò đó. Nếu mà GCD, tức là LAST, LAD đã có biến chứng loét, hẹp, hoặc là những cái trường hợp Barrett, thì cái lời khuyến cáo là nên chúng ta nên sử dụng đủ liều, sau đó chúng ta sử dụng cái liều thấp và nên kéo dài. Việc sử dụng các cái Domperidone thì có được hay không, thì như chúng ta đã thấy là cái khuyến cáo mới nhất là người ta khuyên rằng là chúng ta không có bằng chứng hỗ trợ trong trường hợp GERD đơn thuần và không có cái những cái bệnh lý kèm theo. Tuy nhiên trong những cái trường hợp mà chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến khó tiêu chức năng vốn rất thường gặp, mà chúng ta thấy cái tỷ lệ là có 2 trường hợp ở Việt Nam thì có 1 trường hợp bị như vậy đó, thì cái chứng cứ cho thấy rằng chúng ta sử dụng cái Etoprise thì nó có thể giúp ích cho cái vấn đề cải thiện cả triệu chứng ở nóng lẫn triệu chứng khó tiêu, đặc biệt là cái thể hội chứng là đầy bụng hoặc là nhân no. Và cái câu hỏi nữa liên quan đến cái vấn đề rối loạn lo âu có hay không trong cái thời lượng giới hạn thì chúng tôi không chia sẻ. Tuy nhiên cái dữ liệu mới nhất trên gần khoảng 200 trường hợp bệnh nhân chúng tôi làm tại Đại học Dược á, thì tỷ lệ trầm cảm lên tới khoảng gần 50%. Và thật ra thì chúng ta phân biệt với nhau hay không thì cái đó nó cũng không thay đổi lắm về cái chiến lược lâm sàng. Và thực sự thì nó nhiều cái nghiên cứu cho thấy rằng đây là hai cái thể mà nó có tương tác và phối hợp và tương tác qua lại với nhau. Vấn đề quan trọng nhất là đối với những trường hợp trầm cảm nặng đó, tức là có nguy cơ tự tử, tức là một trong những cái dấu hiệu quan trọng gọi là cấp cứu y khoa, mà chúng ta cần phải có một cái sự hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Thì với dữ liệu tại Việt Nam nó đâu có khoảng 3-5%, và cái điểm quan trọng nhất là bác sĩ lâm sàng chúng ta phải nhận ra. Cái câu hỏi nữa là liên quan đến cái vai trò của cái can thiệp nội soi trong tương lai, thì chúng tôi nghĩ rằng câu hỏi hay,
Tuy nhiên thì cái điểm quan trọng nhất là chúng ta sẽ cần phải phát triển mạnh về cái thăm dò chức năng để chúng ta nhận ra những cái trường hợp thực sự đúng là gợt kháng trị chứ không phải là những cái trường hợp mà nó có trùng lắp với những cái rối loạn chức năng khác, để đảm bảo chắc chắn rằng khi chúng ta làm can thiệp thì bệnh nhân có thể có cái hiệu quả chắc chắn. Trong những cái trường hợp mà cái triệu chứng giống như gợt nhưng mà không có bằng chứng khách quan thì cái vấn đề điều trị và những cái can thiệp bằng phẫu thuật hay là bằng can thiệp nội soi thì nó cũng rất là rủi ro cho bệnh nhân. Dạ, xin hết. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Quách Trọng Đức. Tôi quên một câu nữa, là câu hỏi nữa là về thuốc để điều trị trào ngược dịch mật, có thể nào dùng PPI và GNAT hay không? Cảm ơn câu hỏi của đồng nghiệp. Thực ra thì cái trào ngược dịch mật thì trong cái bản thân cái dịch mà nó trào lên thì phần lớn trường hợp khi mà gần gọi là cái trào ngược bệnh trào ngược dịch thực quản đó, thì chủ yếu là trào ngược acid và pectin, và một số trường hợp là dịch mật. Và trong cái vấn đề ở đây thì thực sự là các bạn đã đặt ra một cái câu hỏi rất là quan trọng, và trong cái đồng thuận mới người ta có bắt đầu nghiên cứu về những cái thuốc mà nó gọi là kích thích dịch mật để nó tránh cái chuyện trào ngược. Tuy nhiên dù gì đi nữa thì chúng ta thấy rằng là với một cái vấn đề gọi là tiếp cận lâm sàng mà chúng ta không biết được là ở đâu là acid, ở đâu là những cái trào ngược dịch mật, thậm chí là trào ngược người ta nói là trào ngược những cái dịch mà đôi khi nó không phải là acid mà nó chỉ là acid yếu hoặc là tính kiềm yếu thôi, thì cái vấn đề gọi là tăng cường cái hàng rào bảo vệ thì nó sẽ là một cái biện pháp tốt bằng cách là cải thiện lối sống, tức là chúng ta ăn bữa nhỏ tránh làm ngay sau ăn, và cái tác dụng cơ học trong trường hợp này Anginat là một cái thuốc có thể hỗ trợ bất kể là có trào ngược acid hay là dịch mật. Cảm ơn sĩ Đức. Những câu hỏi sau là cho tiến sĩ Lê Viết Nho về rối loạn chức năng ruột. Thì riêng tôi thì tôi có một cái nhận xét sau đây là về cái sử dụng của rifampicin là một chất thuốc kháng sinh. Tôi tự hỏi là cái đó có phải là một điều tốt hay không, tại vì cái ảnh hưởng của thuốc kháng sinh lên trên cả tất cả cái các gọi là cái môi trường vi khuẩn ở ruột nó có thể nó rất rộng và nó có thể ảnh hưởng lên cả môi trường sống nữa. Tại vì bây giờ chúng ta thấy là các thuốc kháng sinh được dùng một cách rất rộng rãi, không phải chỉ trên người mà trong khi chăn nuôi các con vật tôm cá vân vân, người ta dùng kháng sinh rất nhiều. Và cái đó có thể gây nên những ảnh hưởng rất là lớn trên môi trường, và không phải trong một giây phút gần, nhưng mà trong tương lai, trong nhiều năm, nhiều chục năm, nhiều trăm năm nữa. Vì vậy cho nên là tôi tự hỏi cái vấn đề dùng cái thuốc kháng sinh để mà điều trị một cái bệnh lý mà nó chỉ là co thắt, chức năng co thắt thôi, thì có phải là một điều nên làm hay không? Đó là một câu hỏi tôi đặt ra. Còn câu hỏi khác thì về trầm cảm liên quan giữa các vấn đề rối loạn chức năng ruột với trầm cảm, thì lúc đó tôi thấy là đã tiến sĩ Nho đã trả lời rồi. Thì ngoài ra thì có những câu hỏi về kinh nghiệm điều trị táo bón trên bệnh nhân lớn tuổi, và nếu dùng Mevegin thì cái táo bón có làm nó nặng thêm cái táo bón hay không? Đó là về điều trị. Một câu hỏi nữa là phân biệt rối loạn chức năng ruột với viêm đại tràng vi thể có thể nào làm trên lâm sàng được không? Và trong những trường hợp nào thì phải sinh thiết? Tôi xin hỏi thêm một câu nữa là không biết là ở Việt Nam bây giờ có dùng có đo cái gọi là calprotectin không? Cái đó là một cái chất ở trong protein ở trong phân, và người ta dùng để mà phân biệt những cái rối loạn chức năng với lại những trường hợp mà có viêm đại tràng, có xâm lấn viêm và không biết là ở Việt Nam có dùng cái đo calprotectin này không?
Xin chào tất cả quý thầy cô và xin chào tất cả quý đồng nghiệp. Thì có khá nhiều cái câu hỏi, nhưng trước hết là xin phép chào thầy Hỷ, vì lâu lắm rồi mới gặp lại được thầy. Thầy cũng rất là khỏe mạnh. Xin phép được trả lời một số câu hỏi và cũng xin tóm tắt. Trước hết nói về kháng sinh thì là rifaximin thì dựa trên cái cơ chế mà có một vài bệnh nhân thì có cái hội chứng tăng sinh cũng ruột non đấy, rồi một vài bệnh nhân là sau cái hội chứng sau cái nhiễm trùng thì có, từ đó người ta quyết định là có hai cái, có một cái nhóm nghiên cứu sử dụng thuốc này. Tuy nhiên là người ta chỉ khuyến cáo sử dụng trong cho tới hiện nay thì là hai đợt thôi, và không có cái khuyến cáo là sử dụng lâu dài giống như là các cái nhóm bệnh nhóm thuốc khác, thì chúng ta phải sử dụng theo cái yêu cầu của bệnh nhân, theo cái tình trạng triệu chứng của bệnh nhân. Cái này cũng trả lời luôn cho tất cả các cái câu mà là thời gian điều trị của hội chứng ruột kích thích là bao lâu, thì có thể nói là kéo dài, vì đây là một cái bệnh kéo dài, bệnh mạng tính mà. Cho nên là chúng ta sẽ điều trị để mà giảm các cái triệu chứng thôi, và để nâng cái chất lượng cuộc sống, thì chúng ta chưa điều trị được tiệt căn cái nhóm này. Vấn đề thứ hai tức là cái kinh nghiệm trong cái điều trị thuốc chống trầm cảm, thì trong cái hướng dẫn điều trị thì cũng cho thấy là chúng ta lựa chọn những cái nhóm bệnh nhân đau, chứ không phải là chúng ta lựa chọn những cái nhóm khi mà có triệu chứng mà trầm cảm rồi, thì lúc đó là chúng ta phải điều trị trầm cảm với cái sự tư vấn của các chuyên gia về tâm thần. Còn đây là chúng ta sử dụng các thuốc trầm cảm ở cơ chế đau, và thông thường là chúng ta sẽ sử dụng liều thấp để hạn chế những cái tác dụng phụ, ví dụ như là khô miệng hoặc là táo bón, hoặc thậm chí là ngủ rất là nhiều oxy đấy. Một cái nữa đó là cái nhiều nghiên cứu thì cho thấy thì cái thuốc chống trầm cảm thì có nhiều nghiên cứu chứng minh cho khuyến cáo hơn là so với lại các thuốc chống trầm cảm ức chế serotonin có trọng lọc. Rồi về cái việc mà phân biệt của cái hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng vi thể, thì có thể nói về mặt lâm sàng là chúng ta hoàn toàn không thể phân biệt được. Như các cái bài trình bày buổi sớm và kể cả cái bài giới thiệu của thầy Huy buổi sớm, thì cho thấy đây là một cái trường hợp mà chúng ta cần phải lưu ý trước một bệnh nhân mà hội chứng ruột kích thích mà đáp ứng kém, hoặc có vài cái triệu chứng mà gợi ý thì chúng ta phải đi tìm, ví dụ như là xảy ra ở cái người lớn tuổi, hoặc là triệu chứng nó đáp ứng rất là kém đối với lại lâm sàng. Như thế thì chúng ta sẽ quyết định cho bệnh nhân nội soi đại tràng và chúng ta thực hiện sinh thiết, thì chúng ta mới có thể phân biệt được quyết định cái chẩn đoán của viêm đại tràng vi thể. Thì sáng nay trong một cái chia sẻ của Đại học Dược thì cũng thấy là có một cái trường hợp viêm đại tràng vi thể mà có tăng cái camprotectin đấy, thì và cũng trả lời luôn cái câu của thầy Hỷ hỏi là cái camprotectin, thì theo tôi được biết thì tại thành phố Hồ Chí Minh thì người ta cũng có làm, chưa phổ biến như cái Đại học Dược đấy. Còn ở miền Trung thì hiện nay camprotectin thì cũng chưa được sử dụng, thì đa số thì chúng ta có thể sử dụng là CRP hoặc là đếm cái công thức máu để có thể loại trừ bất cái viêm do các bệnh ruột viêm. Về cái điều trị táo bón thì như là một cái trường hợp một cậu thảo viên có hỏi, thì cái táo bón đó không phải là cái táo bón của hội chứng ruột kích thích, bởi vì hội chứng ruột kích thích phải đảm bảo hai tiêu chuẩn, tức là đau bụng và cái rối loạn đại tiện, tức là táo bón. Còn nếu chỉ táo bón đơn thuần em bệnh nhân tiểu đường, có thể đó là cái nguyên nhân cái táo bón. Về nguyên tắc thì các cái thuốc điều trị táo bón theo kiểu trợ tiết của mà tôi giới thiệu trong bài thì đều có thể dùng cho các bệnh nhân mà táo bón chức năng. Còn nếu mà những cái táo bón mà có nguyên nhân thì rõ ràng chúng ta phải tìm nguyên nhân để điều trị, trong đó các táo bón do bệnh nhân tiểu đường. Không biết ta có đã còn câu nào nữa không? Về cái táo bón trên người lớn tuổi đó, thì tôi thấy theo cái kinh nghiệm cá nhân đó, thì tôi thấy dùng cái PEG là tốt nhất. Bên Pháp này thì nó gọi là macrogol. Thì cái chính là nó làm, nó không phải là thuốc, tại vì nó không có thu ở trong ống tiêu hóa, mà nó chỉ làm cho phân nó mềm thôi, tại vì mình phải uống nước khá nhiều vào, thì cái macrogol nó giữ nước ở trong ống tiêu hóa, cũng như là khi mà mình
uống PLG để mà mình tẩy ruột trước khi làm nội soi đại tràng đó. Thế nhưng mà dĩ nhiên là không cần phải uống nhiều như là khi tẩy ruột. Nhưng mà nếu mà mỗi ngày mình cứ uống một gói hay hai gói macrogol cộng với một ly nước thì như vậy là sẽ phần nó sẽ mềm và người lớn tuổi đã không có bị táo bón như là đa số đều bị. Tại vì thường thường táo bón nó cũng là do mình không có vận động. Vì vậy cho nên một trong những cái thuốc có thể gọi là một cái phương pháp điều trị táo bón tốt nhất có lẽ là vận động tập thể thao với các thứ này. Tức như người mà thể thao vận động nhiều thì ít khi bị táo bón. Đấy là tôi nói dĩ nhiên là trong cái trường hợp mà táo bón thông thường đó là cái cách điều trị táo bón. Còn nên tránh những cái thuốc chống táo bón mà nó gọi là laxative, nó mạnh đó. Kiểu như là Glucolax, những cái nó gọi là những cái đó là nó gọi tôi quên cái tên của phenacetin hoặc là phenacetin với các thứ, những cái đó nó làm cho cái ruột về sau nó bị hư hại nhiều. Như vậy tức là chúng ta qua những câu hỏi đặt ra cho tiến sĩ Hằng về rối loạn nhu động tuần hoàn trên. Có một câu hỏi của giáo sư Trần Văn Huy, great presentation. DOS có nên dịch là CT thực quản đoạn xa hay vẫn dịch CT thực quản lan tỏa, diffuse, vì biết đa số là distal, thì cái đó phải để chị Hằng giải thích cho rõ hơn. Hello, yeah. Hello, dạ, thưa thầy, thưa tiến sĩ Hằng, thời gian cũng là có gần, nếu tiến sĩ Hằng trả lời chắc ngắn gọn, xin cảm ơn. Dạ. Vâng, dạ thưa, là thuật ngữ co thắt thực quản lan tỏa là thuật ngữ có tính chất lịch sử, ban đầu mà là do các nhà nội khoa đặt tên là như vậy. Nhưng mà từ khi mà có cái phương pháp HRM ra đời thì với cái tiêu chuẩn chẩn đoán rất là rõ ràng, đấy là trên 20% nhịp nuốt đến sớm, thì mình sẽ được chẩn đoán trên HRM là co thắt thực quản đoạn xa. Vì vậy nên là đã có cái sự chuyển giao thuật ngữ ạ. Bây giờ thì hầu hết chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ DES, sẽ được dịch là co thắt thực quản đoạn xa. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, vậy thì tới câu hỏi của đặt cho tiến sĩ Phan Trung Nam về điều trị HP ở trẻ em ở lứa tuổi nào thì cân nhắc điều trị HP, và với tình trạng đề kháng cao như vậy thì cấy vi khuẩn HP kháng sinh đồ có nên thực hiện rộng rãi hơn không? Tầm soát và điều trị tất cả các thành viên trong gia đình có nên không? Đó là một số câu hỏi, mà còn những câu hỏi khác nữa thì chúng ta sẽ xin tiến sĩ Nam trả lời. Dạ, có lẽ xin phép thầy thì cũng như thầy Nam chắc là tiến sĩ Nam có thể trả lời câu hỏi này trong phần bóc sọc nhé. Bởi vì cái phần thảo luận của session 3 mình đã khoảng 10 phút thầy ạ. Bây giờ vẫn là sau chuẩn bị. Dạ, vâng. Lại xin phép thầy thì thầy Thắng cho kết thúc cái phần thảo luận session 3 ở đây ạ. Vâng, thưa, xin cảm ơn tất cả các báo cáo viên đã trình bày rất rõ ràng tất cả những cái đề tài rất là hay buổi hôm nay. Thank you very much for your contribution, Dr. Chung, and see you again. Vâng, thưa thầy, thưa các báo cáo viên, thì hôm nay như vậy ở trong phiên hội nghị thứ tư chúng ta đã nghe được 5 bài báo cáo về những chủ đề cũng rất là hay nha, nghiên cứu thực tế rất là tốt và những khái niệm rất là mới. Tuy nhiên rất tiếc là cái thời gian còn lại cái phần thảo luận nó không còn nhiều, nhưng có lẽ chủ tịch đoàn cũng xin phép chọn lựa một số câu hỏi trong bốc cũng như câu hỏi trực tiếp cho các báo cáo viên trả lời. Lại xin bắt đầu bằng cái báo cáo viên đầu tiên của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Thu Thủy về một đề tài rất là hay. Đặc biệt chúng ta có rất nhiều công bố ở nước ngoài. Cái nhóm câu hỏi của cô Thủy thì có hai nhóm chính. Nhất là những cái yếu tố nhiễu khi mình mà định lượng cái M2BPGI, nói tiếng Việt cho nó dễ nhé, thì những yếu tố nhiễu sẽ là chi. Và cái thứ hai là cái cut off
của cái M2BPJI nó có lệ thuộc nhiều vào yếu tố bệnh nguyên hay không, trong nhóm viêm gan B, viêm gan C, viêm gan R và kể cả nọc phổi. Hai câu hỏi. Câu hỏi thứ ba còn ngắn. Đó là cô Thủy có kinh nghiệm chi trong vấn đề kết hợp giữa M2BPJI với một cái thăm dò hình ảnh khác chẳng hạn như FibroScan hoặc là ACFI hay là không? Xin ý kiến của phó giáo sư Thủy. Kính thưa thầy Huy, kính thưa quý đồng nghiệp thân mến, thì cái câu hỏi thứ nhất á, là cái yếu tố nào gây nhiễu về cái xét nghiệm N2BPJI. Thì thật sự đây là một cái xét nghiệm tương đối là nó rất là mới, và thật sự ở chúng tôi thì cũng mới xài khoảng 2 năm mấy, gần 3 năm. Thì trong y văn cũng như các báo cáo trên thế giới thì chúng tôi chưa có thấy là người ta có báo cáo nào gọi là yếu tố nào gây nhiễu. Nhưng mà ở Medic mình làm thì theo kinh nghiệm chúng tôi thấy thì có thể có hai vấn đề. Cái thứ nhất là có thể về kỹ thuật khi mà mình làm, và cái thứ hai có thể là có một số bệnh lý đi kèm. Vậy tại vì đây là một cái xét nghiệm về miễn dịch. Thì thí dụ như có một số bệnh nhân có những bệnh lý về tự miễn thì đôi khi nó có ảnh hưởng, nhưng mà điều đó nó chưa chắc chắn, tại vì chúng tôi cũng đang theo dõi chứ chúng tôi chưa có thật sự làm những cái nghiên cứu tổng kết. Về cái câu hỏi thứ hai á, thì thật sự ra cái xét nghiệm này cũng rất là mới, và ở cái ông giáo sư người Nhật ông đưa ra những cái cách tốt là của ở những cái nghiên cứu của ổng ở bên Nhật. Thì trong cái quá trình mà phát triển ở nhiều nước, nhiều nơi trên thế giới, nhất là ở châu Á, thì người ta cũng bắt đầu sử dụng cũng khá là nhiều. Thì thấy rằng là mỗi cái, có thể là mỗi cái dân tộc hay là một số nơi, cái cách tốt có thể nó sẽ khác nhau. Và nó cũng tùy theo cái bệnh lý, chẳng hạn như viêm gan B thì khác, viêm gan C thì khác, gan thấm mỡ thì khác, vân vân. Và ở Medic thì cũng đang làm nhiều cái nghiên cứu, và hiện giờ cũng đang làm một cái nghiên cứu là để mình theo dõi cái cách tốt của người Việt Nam nó như thế nào. Thì hiện tại thì nếu mà mình sử dụng thì mình cũng, ví dụ như các bạn mà các đồng nghiệp có cho làm cái xét nghiệm này thì phòng xét nghiệm người ta sẽ cho mình cái tỷ số, và người ta sẽ cho mình những cái ngưỡng đối với các bệnh. Nhưng đó là những cái ngưỡng là của bên Nhật người ta đưa ra thôi. Thì cái đó mình lấy để mình ban đầu mình dựa vào đó, nhưng sau đó mình sẽ đưa ra những cái nghiên cứu của mình, và mình hy vọng sắp tới mình sẽ có những cái cách tốt của mình. Và cái câu hỏi thứ ba đó thì dĩ nhiên trong quá trình làm thì như hồi nãy tôi có trình bày, thì ở Medic cũng vậy, hay là ở viện Pasteur, và hiện nay thì tôi cũng biết là ở một số nơi cũng có làm, và người ta đã so sánh về kết quả của M2 với lại FibroScan hay là những cái chỉ dấu khác, ACFI hay Sinware hay là những cái FEV4 vân vân, để mà so sánh nó có tương đồng hay không. Và ngoài ra thì ở Medic cũng vậy, tôi cũng đang có những cái nghiên cứu, và có thể là trong một số trường hợp đặc biệt hay một số trường hợp nó cũng khó để mà xác định, thì mình có thể phối hợp hai cái chỉ dấu, vừa xét nghiệm về sinh hóa, về cái xét nghiệm máu, một cái về chẩn đoán hình ảnh. Thì tôi nghĩ rằng như vậy thì cái kết quả nó sẽ chính xác hơn. Chẳng hạn mình sẽ kết hợp vừa M2 với vừa FibroScan. Thì chẳng hạn như trong cái phương pháp mà FibroTest khi của giáo sư Buna người ta đưa ra đó, người ta có hai chỉ dấu, là một cái là FibroTest và một cái là ACTTest, thì cho biết là mức độ sơ hóa gan hoặc là cái gan nó còn hoạt động hay không. Chẳng hạn như mình, người ta đưa ra là F3 nhưng mà ACTTest nó là A0, thì cái điều đó nó có thể nó tốt hơn là nó là A3 hay là F1 vân vân. Thì tôi nghĩ rằng khi mà có một cái sự kết hợp, một cái là định giá sơ hóa gan là nó là phương pháp nó chuẩn, tức là FibroScan nó đo có độ đàn hồi thì nó sẽ thay đổi hơi lâu, và một cái phương pháp là phương pháp động, thì cái chỉ dấu về sinh hóa của M2 này thì nó là một cái xét nghiệm nó động, nó là một cái thay đổi một chỉ dấu trong máu, mà khi mà có cái tiến trình sơ gan thì nó sẽ thay đổi, thì cái đó nó sẽ thay đổi nhanh, và khi mình có sự kết hợp thì nó sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn ba câu trả lời nó rất là rõ, rất là gọn của phó giáo sư Phạm Thị Thu Thủy. Chúng tôi cũng rất hy vọng mà trong thời gian tới nhé, thì cũng sẽ tiếp tục có rất nhiều cái nghiên cứu từ trung tâm Medic cũng như từ các bệnh viện khác mà về vai trò của MIPPGI đơn độc hay là phối hợp. Trong cái session này có hai đề tài liên quan tới tình trạng sơ hóa gan, đề tài 1 và đề tài thứ 4, đề tài thứ 5. Theo dõi đặc tính sơ hóa gan sau khi điều trị bằng Tecovir. Trong cái tập đoàn thì có một phó giáo sư Trương Thị Cảnh Tường, cũng là một chuyên gia về sơ hóa gan. Thì cô có thể cho vài comment về cái này hay không?
Xin mời cô Tường. Dạ, em cảm ơn giáo sư Huy. Chị sẽ có một số ý kiến nhỏ thôi ạ. Thì cho đến năm 2020 á, Tường áp sát cái micro một tí cho rõ hơn. Dạ. Về cái đánh giá sơ hóa gan không xâm nhập á, thì đến từ năm 2020 á, thì TISO nó là một cái tổng hợp. Trong những cái tổng hợp đó họ đánh giá các phương pháp không xâm nhập bao gồm kể cả những cái biomarker với những cái phương pháp siêu âm đàn hồi và MRI E, thì là họ nhận thấy rằng là thực sự không có phương pháp nào mà không có những cái nhược điểm cả, hay cả những cái marker mà người ta gọi là trực tiếp, tức là đánh giá trực tiếp luôn cái sơ hóa, tình trạng tạo sơ, tình trạng thoái hóa sơ, hoặc là những cái cytokine liên quan đến sơ, nó đều có những cái dương giả, và những cái dương giả hầu như nó đều liên quan đến tình trạng viêm. Có nghĩa là mình sẽ thấy những cái bệnh nhân mà đang có tình trạng viêm gan á, mà men gan cao á, thì hầu như những cái mặt cơ và ngay cả những cái phương pháp đánh giá sơ hóa mà bằng electrography á, thì nó đều bị ảnh hưởng hết. Thành ra hầu hết họ đều khuyến cáo chúng ta là phải kiểm soát những cái dương giả này. Cái này là cực kỳ quan trọng. Ví dụ bệnh nhân đang men gan cao á, thì bất cứ cái gì nó cũng không chính xác hết. Bệnh nhân vấn đề sử dụng, vấn đề ảnh hưởng đến tuổi, vấn đề bệnh nhân phải nhịn đói, ngay cả những cái biomarker cũng phải nhịn đói. Và một trong những cái nhược điểm lớn nhất của cái biomarker đó là gì? Đó là nó không chuyên biệt 100% cho gan, nó bị ảnh hưởng rất là nhiều những cái yếu tố ngoài gan. Ngay cả cái tế bào Stress là M2-PPGID thì là nó được tiết ra bởi tế bào Stress, và chủ yếu là tế bào Stress ở gan, nhưng nó vẫn có thể tiết ra bởi những cái tế bào Stress ở phổi hay vân vân. Do đó cuối cùng họ kết luận là gì? Chúng ta nên phối hợp, có nghĩa là chúng ta nên phối hợp một cái test về biomarker kết hợp với một cái test về electrography, thì lúc đó chúng ta sẽ cải thiện được những cái trường hợp dương giả. Và thứ hai nữa, nó liên quan đến cái M2-PPGI vì nó quá mới đi, nó bắt đầu xuất có từ năm 2013, do đó những cái nghiên cứu mà liên quan đến M2-PPGI á thì nó chưa có nhiều. Và có một nghiên cứu năm 2020 khi mà so sánh với các biomarker trong đánh giá viêm gan B á, mà đánh giá từ F2 trở lên, mà họ loại đi những trường hợp mà có viêm hoại tử nặng, tức là những trường hợp men gan cao, thì họ thấy cái đường cong róc, tức là AUROC khá là cao và tương đương với những cái biomarker trực tiếp. Tuy nhiên là những cái biomarker trực tiếp của mình thì không có, hiện nay không có ở Việt Nam, trong khi là mình hiện đó có trong tay là cái M2-PPGI thì nó rất là hiệu quả cho chúng ta phối hợp, đặc biệt là khi chúng ta phối hợp hai phương pháp mà chúng ta thấy vẫn không có sự tương đồng. Ví dụ một cái trả lời F1, F3 thì chúng ta còn có cái phương tiện thứ ba để chúng ta đánh giá. Để cái nghiên cứu đối đầu với những cái electrography hiện nay của M2-PPGI thì nó chưa có nghiên cứu. Nhưng các nghiên cứu của mình hiện nay ở Việt Nam cũng vậy, chủ yếu là mình đánh giá mối tương đồng thôi, tức là nó có mối tương quan và có hệ số tương quan thôi. Chứ còn thực sự mà để mình so sánh cái AUROC hay là mình so sánh cái giá trị độ đặc hiệu, độ chuyên biệt hay vân vân thì mình chưa có làm được. Lý do là mình không có những cái nghiên cứu nhiều với những cái tiêu chuẩn vàng là sinh thiết gan, hoặc bây giờ họ xem cái tiêu chuẩn vàng bây giờ có thể thay thế cái MRE là có thể ngang ngửa với sinh thiết gan, vì cái AUROC của nó rất là cao, được khoảng trên 0.95 cho các giai đoạn sơ hóa. Về điểm cắt của M2-PPGI hiện nay thì mình cũng chưa có một cái đồng thuận, thì mình cũng có thể là giống như hồi xưa Medic họ làm đó, tức là họ sẽ làm cái tương quan và họ cho một cái công thức tính hệ số tương quan, để họ từ đó mình suy ra cái điểm cắt từ FibroScan, mình suy ra cái điểm cắt của cái M2-PPGI thôi, chứ mình cũng chưa có làm được những cái nghiên cứu mà mình có cái tiêu chuẩn vàng. Và đặc biệt cái phương pháp này hiện nay nghiên cứu chủ yếu là HCV và HBV và NASH thôi. Thành ra có những cái câu hỏi các bạn hỏi là nó có tiên lượng được đối với những cái bệnh lý gan khác hay không á, thì thực người ta chưa có làm nghiên cứu tới, thành ra mình cũng có những cái nghiên cứu đó. Thì tóm lại là cho đến thời điểm nay thì người ta nói rằng là hầu như chưa có một cái test nào gọi là tối ưu và có thể thay thế sinh thiết gan, và tốt nhất là chúng ta nên phối hợp hai test, một cái test về biomarker và một cái test về hình ảnh. Dạ, xin hết ạ. Vâng, cảm ơn phó giáo sư Tường. Liên quan đến bài báo cáo của bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Tấn Phát thì cũng rất là hay và rất là thực tế. Khoa nội tiêu hóa bệnh viện Chợ Rẫy cũng là một trong những khoa có rất là kinh nghiệm trong điều trị này. Thì tổng hợp về câu hỏi của hội thông viên thì có 3 nhóm chính trong một hỏi thôi. Trong thời gian điều trị khá lâu, rất nhiều bệnh nhân mà bị tiểu năng tụy ngoại tiết á, bác sĩ Phát có những kinh nghiệm gì trong 3 vấn đề? Thứ nhất là những cái khó khăn thường gặp khi mà phải áp dụng theo một guideline. Thứ hai là những cái sai lầm thường gặp khi mà chúng ta điều trị tiểu năng tụy ngoại tiết cũng thực tế lắm sao. Và thứ ba là chúng ta điều trị như vậy á, thì có tác dụng phụ chứ không, và khắc phục có bác có ý kiến. Như vậy một là những cái khó khăn thường gặp, thứ hai là những cái sai lầm thường gặp, và thứ ba là những tác dụng phụ thường gặp. Xin mời bác sĩ Phan. Mời Phan.
Dạ, kính thưa thầy Huy, kính thưa quý đồng nghiệp, thì thật sự ở bệnh viện Chợ Rẫy tụi em á, thì cái vấn đề khoảng vài năm trước đây thì cái thiểu năng tiện ngoại tiếp phải nói thật ra là không có được để ý tới, đặc biệt là trong các bệnh lý mà liên quan đến viêm tị mạn thì chủ yếu chỉ là điều trị cho bệnh nhân giảm đau là chính, còn những cái khác thì đôi khi lại không được quan tâm đúng mức, và trong quá trình điều trị thì không có nghĩ đến thiểu năng tiện ngoại tiếp ở trên bệnh nhân, do đó chỉ điều trị triệu chứng bằng những cái rối loạn tiêu giống như những cái rối loạn tiêu hóa thông thường. Và cái đó là cái mà mất một thời gian dài, sau đó thì một thời gian gần đây thì sau khi có những cái thông tin rất nhiều về thiểu năng tiện ngoại tiết, và bắt đầu khoa cũng đã hình thành những cái gọi là những cái kiến thức tập huấn cho anh em về cái thiểu năng tiện ngoại tiết qua những cái hội thảo hội nghị của quý thầy cô, của các hội nghị đã thông báo. Thì sau một thời gian thì bây giờ thì cái vấn đề thiểu năng tiện ngoại tiết đã được ý thức nhiều hơn, và đặc biệt là cái chẩn đoán sau này những bệnh nhân mà có cái viêm tị mạn thì đều hướng tới một cái chẩn đoán liệu bệnh nhân có thiểu năng tiện ngoại tiết hay không. Và cái khó khăn là hiện tại thì Chợ Rẫy vẫn chưa có một cái xét nghiệm nào để mà xác định chẩn đoán, ngoại trừ cái lâm sàng giống như những yếu tố chính như là giả sử có tổn thương tủy, có viêm tụy cấp hoại tử thể nặng, là có ung thư tụy, mà trong cái đó ung thư tụy thì chủ yếu là bên ngoại khoa. Cái đó thì cái khó khăn là không có phương tiện để chẩn đoán, ví dụ như ELISA trung phân, ELISA 1 thì chưa có phương tiện chẩn đoán mà chỉ bằng lâm sàng. Cái khó khăn thứ hai là vấn đề thuốc sử dụng. Trước đây thì cái thuốc thì chưa có, cái men tụy thì chưa có, do đó thì chỉ sử dụng những cái men khác thì cái số hàm lượng nó, cái hàm lượng nó không có đủ để làm một cái liệu pháp thay thế men tụy. Và từ khi có được cái men tụy trên cái thị trường rồi thì cái điều trị nó khá hơn. Cái thứ ba là trong cái viêm tụy cấp thì em cũng xin phép trình bày thêm một tí xíu là tụi em rất là lúng túng trong cái viêm tụy cấp, khoảng chừng 3 ngày, 4 ngày là bệnh nhân có khi là bớt đau bụng, nhưng mà bệnh nhân chướng bụng và xuất hiện cái triệu chứng là tiêu chảy. Thì mọi người thì bệnh nhân rõ ràng không ăn uống gì được hết nhưng mà vẫn tiêu chảy, và để đi điều trị bằng những cái phương án là triệu chứng là chính. Sau này thì khi hướng đến một cái viêm thiểu năng tiện ngoại tiết thì sau khi bổ sung men tụy, khi bắt đầu cho ăn uống lại ở bệnh nhân viêm tụy cấp thì cái triệu chứng đầy bụng, chướng hơi và mà đau bụng nó sẽ mau chóng nó hết trong vòng 24-48 tiếng mà bệnh nhân có thể xuất viện. Và tiếp theo đó nữa là cái khó khăn hiện tại là cái vấn đề về kinh tế. Trước đây thì cái thuốc nó, cái chi phí nó quá cao, do đó các bác sĩ khi sử dụng thì thông thường thì thay vì dùng 25.000 đơn vị trong một bữa ăn chính thì đã cao rồi, nhưng mà đôi khi thì bây giờ trên thực tế người ta nói có thể là nó thiếu, nếu mà dùng đến 50.000 thì cái chi phí một ngày điều trị nó đội lên rất là cao. Do đó thì anh em cũng không có dám mạnh dạn để sử dụng, mà nếu sử dụng có liều nó thấp quá thì nó lại không có hiệu quả. Cái thứ ba thì hiện nay thì cái tác dụng phụ của thuốc á, thì thật sự mà nói thì chưa thấy cái tác dụng phụ gì. Tuy nhiên theo cái báo cáo các của khoa y văn thì cái tác dụng phụ này nó cũng không phải là nhiều, và một số báo cáo tôi thấy rằng cái tác dụng phụ hay gặp của cái thay thế men tụy này do cái nguồn gốc hiện nay chúng ta đang xài từ cái nguồn gốc của lợn, do đó thì một số trường hợp bệnh nhân bị đầy bụng, chướng bụng, tiêu chảy, đau bụng, nhưng mà không có bệnh nhân nào phải ngưng cái điều trị do cái tác dụng phụ. Còn riêng tại Chợ Rẫy thì thật sự quá trình điều trị thì cũng chưa có thấy báo cáo bệnh nhân nào có những cái tác dụng phụ này. Còn các báo cáo quay văn thì có những nghiên cứu từ 6 tháng đến 12 tháng thì hầu như là không đáng kể, và người ta thấy rằng không có bệnh nhân nào phải ngưng thuốc vì những cái tác dụng phụ này. Và một số những cái tác dụng phụ được nói như nhiễm trùng hay là loãng xương có nguy cơ hay không thì thật sự cũng chưa có minh chứng, tại vì rất ít cái nghiên cứu mà ACT đối chứng trên cái thiểu năng tụy ngoại tiết và sử dụng cái men tụy này. Dạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Phát. Báo cáo còn lại thì nó cũng rất là hay. Khái niệm về bệnh đại tràng thắng áp cửa cũng rất là mới, chắc chắn có nhiều câu hỏi. Rồi nghe vai trò của sông nội soi trong bệnh lý về trước khi làm ACP cũng như đề tài về viêm gan B và bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Nhưng mà cũng rất tiếc thời gian chúng ta bây giờ về hết rồi, bây giờ là 6 giờ. Cho nên có lẽ các cái hội thảo viên chúng ta có thể liên hệ với các báo cáo viên để mà tiếp tục đặt câu hỏi sau này. Thì nên chúng tôi sẽ tạm thời chấm dứt cái phần thảo luận của session 4. Chúng ta chuyển qua cái phần ngắn gọn nhưng cũng rất quan trọng cho các hội thảo viên, là cái phần đào tạo y khoa liên tục CME. Thì chúng tôi kính mời tiến sĩ Phan Trung Nam, trưởng phòng đào tạo sau đại học Trường Đại học Y Dược Huế sẽ chủ trì này. Xin mời tiến sĩ Nam. Kính thưa các anh chị đồng nghiệp, bây giờ là đến phiên chúng ta sẽ làm cái post test. Thì các anh chị, trước tiên anh chị
quét cái mã QR, hoặc là ban tổ chức sẽ gửi cho các anh chị một cái đường link. Thì cái cụ thể thì có các câu hỏi và các cái phần điền thông tin thì các anh chị cố gắng điền thông tin trong vòng khoảng 1 đến 2 phút, và các anh chị có khoảng 5 phút để trả lời các câu hỏi. Như vậy thì bây giờ là 6 giờ 3 phút, như vậy thì khoảng 6 giờ 10 phút thì ban tổ chức sẽ kết thúc cái phần podcast. Kính mong anh chị có thể điền thông tin và làm cái bài podcast này sớm.